Rồi xin chào chị gái nhé. Dạ. Dạ hôm nay thì một cái câu chuyện đầu tuần em thấy về đây, chị về đây có vẻ là rất là hồi hộp. Chị có thể chị chia sẻ cái câu chuyện mà chị họ tên đầy đủ là gì? Em tên là Mai Thị Kiều Anh. Chị Oanh hả? Dạ. Chị Oanh năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 46. 46 tuổi hả? Dạ. 46 là sinh năm 7 mấy? 79. 78, 79 hả? 79. 79, chị quê ở đâu? Em quê Quảng Trị. Ồ. Rồi chị Oanh cho em biết này. Hôm nay chị Oanh về đây nhờ anh em mình xin chương tìm ai đấy? Tìm ông Lê Văn Nam sinh năm 1968. Lê Văn mấy? Lê Văn Nam. Lê Văn Nam 1968 Dạ. mậu thân. Dạ. Còn chị là tuổi Kỷ mùi. Kỷ Mùi. Kỷ Mùi. Ồ, hai tuổi này nó có hợp nhau không? Em cũng không biết. Trời đất ơi. Vậy là chị quen ông này lâu chưa? Em sống chung với ông gần 2 năm rồi. Ồ. Dạ. Chị đang làm nghề gì? Em làm công ty. Thì ông bồ chị là làm Ông nghề này gì? là đi quay phim mà diễn viên quần chúng. Quay phim diễn viên quần chúng là cái gì? Là nghĩa là diễn viên nhưng mà không phải diễn viên chính, diễn viên phụ, người ta kêu đi đâu đi đó. Ông có nhiều tiền sao ông nhìn phong độ vậy hả? Dạ không, ông không có gì hết á. Ông quê ở đâu? Ông này ở Thủ Đức. Quê Thủ Đức. Dạ. Diễn viên hả? Diễn viên mà diễn viên quần chúng thôi, chứ không phải. Ông này có tướng có cao mà nhìn ông đẹp trai vậy? Ông lùn, ông mập, ông đen nhưng mà hình vậy thôi. Ồ, sao hình áp đẹp trai vậy? Dạ. Ông đeo cả kim cương luôn hả? Dạ không, cái đó bằng bạc á. Nhìn hoành tráng nhỉ, nhưng mà nhìn đã có vẻ là khuôn mặt đẹp trai đúng không? Dạ không, ở ngoài cũng bình thường thôi. Ông này nói chuyện có nhỏ nhẹ dễ thương không? Nhỏ nhẹ mới lừa được đi nhiều người. Ui giời, nhiều người đấy hả? Dạ. Thế chị sống chung 2 năm chị không biết hả? Em bắt được bao nhiêu lần rồi nhưng mà em tha thứ hết. Em Ui bắt giời. tận nơi luôn. Bắt tận nơi luôn, Dạ. bắt tận giường luôn hả? Giường cũng có mà quán cũng có. Trời đất ơi, sao ông này ông mám mây hả? Ui Mà sống với em lo từng ly từng tí, em không để cho ông lo bất cứ cái gì mà ông cứ nói xạo em rồi đi làm để đi bà này bà kia, rồi giờ ông đổ lỗi hết cho em là tại em chửi ông á. giời. Tại trời mới đi bà khác hả? Đó. Chị sống độc thân lâu chưa? Dạ, 7 năm. Ui giời ơi. 75, nói chung là mình cũng mong muốn là có một cái cuộc tình đẹp đúng không? Dạ. Mình mong muốn là có một Trước khi người. em đến với ông, em thấy ông cũng già, nhìn cũng hiền lành, em tưởng ông đàng hoàng. Nhưng mà càng sống là em càng phát hiện được, nhưng mà không biết sao mà em buông không được, giống như cái nghiệp em hay sao á. Ông này không phải là buông không được chị. Ông này nói chuyện ngọt quá mà. Đúng không? Ông đi xe gì? Ông đi xe máy. Máy không phải xe hơi à? Không, xe Diễn máy. viên mà lại không có xe hơi à? Xe máy mà đi xe cũ thôi. Ôi giời, cái này diễn viên đóng thế hả? Dạ, giống như là đi ngày vài 300, hai 300, ba 400, lâu Ôi lâu ai kêu đi đâu giời, đi diễn đó viên kiểu này đi làm bảo vệ cho nó lành. mà. Ngoài diễn viên mấy bảo vệ em được đúng không? Người ta làm việc đàng hoàng nghiêm túc đúng không? Khuôn mặt thì có vẻ điển trai này, này các chị gái này, sao không dính? Chị gặp ông này chị gặp ở đâu? Dạ, ở trên mạng. TikTok à? Dạ không, trang hẹn hò. Ui giời, ôi lại hẹn hò. Cả mấy chục chị em phụ nữ rồi, nhiều rồi, dính trên trang hẹn hò rồi. Nếu ngon ăn ấy, hẹn hò không không đến lượt chị. Dạ. Nếu ngon ăn mình suy nghĩ ngon ăn không được mình. Tức là ông này đầu tiên là quen nhau hẹn hò là ông ấy trong về xong mình nói chuyện bằng Zalo hay Facebook. Dạ, Zalo. Nói chuyện lâu không? Thì nói qua lại thời gian bắt đầu mới gặp. Khoảng mấy tháng chị? Nói qua lại chắc 1 tháng 2 tháng gì là đi gặp cà phê, xong rồi khoảng vài tháng là về ở chung. Ôi, tình yêu sớm đến rồi lại bỏ ta đúng không? Dạ. Chị được mấy người con rồi? Dạ em hai. Trai gái? Trai gái. Con chị chắc lấy vợ chồng rồi. Dạ chưa, con trai mới học lớp 4 rồi. Nhỏ ấy. Dạ. Ố thế vậy là chị chia tay 7 năm rồi là sao? Lúc đó thằng nhóc em mới 2 tuổi mấy. Giờ nó 10 tuổi rồi. À thằng nhỏ 10 tuổi đúng không? Còn bé lớn nhiêu tuổi? 19 tuổi. 19 hả? Con chị có biết không? Có biết là chị sống chung với người ta? Biết nhưng mà không biết tình trạng này. Biết nhưng không biết cái tình trạng mà ông ấy gạt chị hả? Đến giờ phút này là con ông sống chung với chị là người lo lắng cho ông gần như là toàn tuyệt đối từ A đến Z đúng không? Nhưng mà ông vẫn gạt chị là ông Để yêu người đi khác. đi với người này người kia. Ông ấy thì sao ông này nhiều cô theo vậy hả? Em không biết luôn. Chị làm tháng được bao tiền? Dạ, cũng tạm được cuộc sống. Thế thì lại lo cho con nữa, lại lo cho bồ nữa. Dạ. Chị đã từng xem các anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình chia sẻ tất cả những thông tin Dạ. mà các chị gái có thương ai đó
thì phải để cho người ta lo cho mình. Xem chưa? Dạ rồi. Sao không tỉnh táo? Em không biết đâu. Yêu quá hả? Không biết yêu hay là mắc nợ cũng biết mà buông không được. Mà cứ khổ vậy. Bây giờ chỉ muốn buông hay chỉ muốn tiếp tục? Bên giờ phút này em đã đưa lên là em buông. Buông luôn hả? Dạ. Suy nghĩ kỹ chưa? Tại vì là mấy lần trước là em không thể đưa lên. Em nghĩ là thôi thì coi như là mình bị nặng đi. Nhưng mà lần này hồi tối ông lừa em. Tối hôm qua ông nói là đi vào nhà bồ ông. Sao kỳ vậy? Đang bảo chị mà đi bồ bồ nữa. Đi vào đó để mượn tiền trả cho em. Ôi giời, là ăn bà trước hay trả bà sau hả? Tại hôm tối hôm qua em nói bây giờ em muốn đi sống bà nào thì em sống, em trả tiền cho tôi rồi em đi. Tiền gì đấy chị? Hả? Tiền gì? Tiền thì nói chung là Phật thì em tính, nhưng mà tiền em chuyển khoản thì em chuyển 35 triệu. Chị chuyển tiền cho ông ta mục đích chính là gì? Thì để cho ông, em đưa cho ông xài, ông mua này mua kia vậy. Ôi, ông diễn viên mà ông thiếu gì tiền mà ông này ông lấy tiền của người công nhân. Rồi xong rồi là xong là tối hôm qua ông mới nói là đi vào để em mượn tiền trả cho em. Thì vô nhà bồ ông á, thì bà đó nó chưa về mà đứng bắt em đứng đó từ 9 giờ tới 11 giờ đêm. Thì ông nó to nhỏ gì với bà không biết á. Bà giờ mới xuống xe là bà chỉ tay lên mặt. Xe đi xe hơi hả? Đi xe ráp về. Đi xe hơi đúng không? Đi đám cưới mà đi xe ráp về, đi xe hơi. Thì bà mới xuống xe, bà nói con nào dám đòi lên đây quậy. Xong rồi bà vô bà tát em. Bà tát em một cái đầu thì ông không có cam. Đến cái thứ hai mà ông tát em một cái nữa thì bắt đầu là ông mới xô bà ra. Xong rồi á, bà nói em tại sao phải cho người đi theo dõi anh Nam. Em nói là anh Nam sống chung với em 2 năm trời, vợ chồng thì ông Nam đi đâu em cho người theo, đó là việc của em. Khi nào mà ông sống với chị á, mà em cho người theo dõi thì chị nói đó. Còn em lên đây là không phải giải quyết chuyện của chị, mà em chỉ giải quyết chuyện riêng của em với anh Nam thôi. Còn chị đánh em là chị là người sai. Em chỉ nói vô đó thôi. Thì bà to nhỏ gì với ông Nam biết thì ông Nam ra ông phóng xe ông chạy. Bà chặn em lại cho ông Nam phóng xe chạy mất luôn, tốt luôn. Cho nên bắt buộc em quá giận quá tức. Bánh chết nó hôm nay em mới lên đây để em nhờ mấy anh. Chị ở chung với ông là 2 năm hả? Dạ gần 2 năm gần. Ông về nhà chị ở hả? Dạ. Chị có nhà không? Dạ em chưa mua. Nếu mà có là mua được, nhưng mình chưa mua đúng không? Dạ. Sao mình lại yêu một người mà mù quáng vậy? Ông ta ở với chị, em hỏi chị, ông ta ở với chị 2 năm, ông ta có đưa cho chị ít tiền bạc không? Không đưa 1.000 nào. Thế ông ta đi làm để gì? Em không biết. Thế chị nuôi ông ta để làm gì? Thì sống chung em. Rồi để làm gì đó? Em lo hết trơn luôn. Nhưng để làm gì? Thì em mới sống thì em lo cho vậy cho em biết. Ôi trời, chị ấy, mà giờ lo là cuộc sống cho người đàn ông khác như vậy. Em kiếm cho chị 1 phút 30 giây người tử tế ở với chị luôn, không phải làm gì hết ạ. Như thế này ông đi làm nhưng một tiếng là diễn viên, nhưng mà thực sự ông đâu có kiếm được ngàn nào, coi như thà rằng ông mình nuôi ông ở nhà không luôn, đúng chưa? Thì không thiếu gì người tử tế. Kiếm một người đàn ông mình sống chung, mình kiếm chung là phải dựa dẫm nhau, đúng không? Anh đi làm anh dù sao anh không đưa tiền tôi, anh phải đưa tiền cho tôi nấu cơm cho anh ăn chứ. Cho nên em hôm nay đi lên đây á, là em mục đích là nhờ mấy anh rồi chia sẻ đăng ông lên để cho ông đừng có cái tình trạng đi với bà này bà kia để... Vậy là chính xác chị bắt ông đi mấy lần rồi? Bắt ông đi được là 1, 4 lần, 5 lần rồi. 5 lần là 5 bà hả? 4, 5 lần mà 4 bà. Ôi giời ơi, ông đã thử hàng nhiều trên này, toàn bà già đấy hả? Bà là cũng năm mấy 60 hết á. Có chị trẻ nhá? Dạ. Trẻ mà lại còn không thương? Ông nó thích những cái bà nó già là vì là chiều ông với lại cho ông đi cặp lung tung, còn em thì em không có cho. Em là vợ chồng sống em ra vợ chồng. Thì đúng rồi. Dạ. Khi nào thức tình thì không yêu thương nhau nữa thì ông muốn đi đâu đi, nhưng mà ông đang ở tôi ông đi bơm mộc chỗ khác, ông mộc đồ về bơm thì thôi. Ôi giời ơi, chị ơi. Con gái chị có khuyên chị họ người nhà chị có biết không? Mẹ em có khuyên nhưng mà em không nghe. Em nói là tình cảm của con tự có quyết định. Con lớn rồi đúng không? Tình cảm tự quyết định, không ai cản được đúng không? Thế cho nên tại sao mà các cụ thời xưa người ta có câu cái kim đâm vào thịt thì đau, thì thấy đau không? Chị có đã từng may quần áo chưa? Có không may bị chưa? Đau không? Đó. Nhưng mà người đàn ông này người ta đụng vào chị là không đau nữa. Mà chị nhớ nhung, chị yêu thương quá mà. Tại tối hôm qua em đau quá cho nên hôm nay em mới đến đây. Hôm qua là đau đúng không? Quá đau luôn. Ông chơi em quá đau luôn. Chị lúc trước là chị yêu thương ông ta và ông ta không nói gì cho chị. Chị đã nấu cơm phục vụ đêm thì phục vụ ban ngày nấu cơm cho ông ta. Thậm chí phải hầu hạ dạ túi cho ông. Đúng không? Yeah. Thậm chí phải mua đồ cho ông ăn. Yeah.
mà ông không hề lay động, mà ông còn mượn tiền tìm cách để gạt của chị nữa để lui lui người khác, mà ông xài cái nhân thì chị thấy là ông ta tốt hay hoặc là ông ta sống với chị để làm gì? Mục đích chính em hỏi chị là chị sống với ông ta để làm gì? Em không biết, em nghĩ chắc em không buông được, em nghĩ cái nợ hay sao em không biết. Không là gì hết. Em không hiểu. Ông này ông làm chị mê mẩn luôn. Nha, ông này ông làm chị mê mẩn luôn. Ông ta cái miệng ông ta nói chuyện ngọt. Đêm thì ông ta thì thầm mùa xuân. Đó. Vì vậy cho nên chị không buông được. Em đã nói rồi. Tất cả những chị gái chạc tuổi từ 25 đến 65 tuổi yêu đương ai đó, mình phải cảnh giác, người ta thương mình, người ta lo cho mình nha. Người ta thiếu tiền, người ta nghèo về tiền, nhưng người ta phải giàu về tình cảm. Nhưng ông này ông ấy ông nghèo tất cả. Cái gì ông cũng nghèo. Ông này giờ nhà cửa cũng không có, không có tiền, có bạc gì hết đâu. Mà em hỏi chị này, người đàn ông người ta tới người ta ở chung với mình thì còn cái gì để mà nói chuyện. Người ta yêu thương chị, người ta phải giúp chị và mẹ con chị về nhà người ta. Ít nhất là phải tổ chức. Bao nhiêu lần ông cứ cãi lộn với em, ông cứ bỏ ông đi ở với bố ông á. Rồi em lại đi tìm về, em kêu về xong được vài ba bữa ông lại cứ đi tiếp nữa rồi. Trời, thế chị tìm ông đến đến là dạ. Đúng chưa? Dạ. Chị suy nghĩ, chị có chơi với bạn bè nhiều không? Các bạn chị ấy? Dạ, cũng vừa chị, bình thường. Chị có nói chuyện với các bạn chị không? Cũng có. Các bạn chị có khuyên chị không? Có. Sao chị không tỉnh? Người nào cũng khuyên em bỏ hết. Ồ. Một là một, hai là hai. Ông quen tôi, ông không xét quan hệ khác. 100 người, người nào cũng khuyên em bỏ hết. Ờ, 100 người. Hôm nay chị đã tỉnh chưa? Dạ, em biết bước chân đến đây là em đã quyết định rồi, em tỉnh táo rồi. Đây là yêu thương trong mù quáng. Em làm như vậy em cũng đau lắm. Tại vì mình sống với nhau 2 năm là cũng tình yêu vợ chồng cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà em không thể nào em chấp nhận được cái kiểu hồi tối như vậy được. Chứ em cũng không sợ. Ở cái chị mà vẫn đi bơm người khác. Không phải chỉ một hai người mà rất nhiều. Trời ơi, ông đang khỏe nhờ. Thì ông diễn viên ông thế mà ông phải làm ăn gì đâu. Chỉnh sức như con voi kia thì ông vật các bà thì thôi nhũng người. Mà ông nhắm hết cả mắt này. Thằng ơi. Em đã từng cảnh báo rất nhiều rồi, không phải lên đây để mình bôi nhọ người ta. Nhưng mà mình đã từng em các anh em đây chia sẻ rất nhiều. Mình yêu thương người ta, người ta phải lo cho mình. Một là phải tiền, hai là phải tình. Tình cảm nó phải có, hoặc là phải tiền. Chứ yêu mà bây giờ em hỏi anh, em hỏi chị bây giờ là không có tiền để cạp đất mà. Đúng chưa? Yêu kiểu gì? Sao tại sao chị không nói chuyện với ông ta sống chung ấy? Anh yêu em, anh yêu tôi là anh yêu tôi kết kiểu gì? Thì anh sống với tôi để làm gì? Thì em hỏi là anh đến em thì bằng cái gì ông không trả lời. À đuổi ông cút. Nhấn nút cút. Đuổi cút luôn. Không có nhà cút. Nhấn nút cút luôn, từ cút. Chị rảnh bẫy. Lẽ ra chị không có người đàn ông này. Tối đến mẹ con chị ngủ ngon và thậm chí nói chuyện với nhau riêng tư. Đúng chưa? Nên có người đàn ông này đôi khi con gái chị phải giữ ý. Thậm chí ông em nói thật là nếu nghiêm túc ấy, may là ông này ông nhấn nút sớm ấy. Ông nhấn nút muộn đó ông ăn cả con chị luôn. Vì ở chung nhà có rất nhiều cái cơ hội. Nha, một ngày nào đó đẹp trời mà ông ta xỉn rượu, ông ta xỉn ra bộ. Còn đã xỉn rượu thật thì không làm được cái gì. Nha. Rồi thế là con chị đang tắm trong phòng mấy cái gọi là nhà trọ mà, đúng không? Cái cửa nó đâu như kiên cố giống như nhà khác. Đúng chưa? Nó gọi là có như không ấy. Em nói thật đấy, em biết mà. Rất nhiều câu chuyện rồi. Thậm chí con cũng giấu về, không nói chuyện với mẹ rồi hồi đẻ đâu. Đó. Đẻ hỏi con của ai là con của bồ mẹ. Ăn cả hai, ăn cả mẹ cả con. Chị này thiếu tỉnh táo. Yêu quá, mù quá. Cái số tiền ấy. Bà mấy triệu. Em không có cần phải lấy lại. Em chỉ cần đến đây. Em đã quyết định đến đây là em chỉ cần đưa ông lên để cảnh báo cho những người khác biết thôi. Chứ không phải là em đến tất cả em hỏi chị này. Những cái câu chuyện ấy mà ông là ông sinh năm 68 ấy. Ông là diễn viên đóng thuế quê thành phố Hồ Chí Minh. Ông gặp nhiều người phụ nữ mà ở mấy chị mà ông quen người khác nhiều người như vậy. Người nào cũng bị dính vào tiền bạc hết. Người nào cũng dính tiền à? Em nhìn cái mỏ ông này là ông ấy giỏi lắm. Em nhìn ông này ông giỏi lắm, nhìn năng khiếu cặp mắt kia thì thôi rồi. Trời ơi. Chị lao không mê. Đó. Là chị nói như vậy là đúng chứ thật đấy hả? Dạ.
Em không nói sai đến bất một từ nào. Chỉ bắt được bắt sống quả tang là về ông có xin lỗi gì không? Dạ không, ông không bao giờ nhận cái sai của ông hết, ông đổ lỗi cho em hết. Đổ sao? Đổ nói tại em chửi em này kia. Em chửi anh nhưng mà anh có quyền đi với người khác hả? Rồi em nói là có bao giờ em chửi em là vì cơm áo gạo tiền chưa? Tại sao em không đi làm về nuôi em chưa? Mà em toàn chửi em là vì em lừa em đi gái không? Bái phục chị. Ở với nhau 2 năm, ông tướng thì ông quen 10 bà, cả bà khác. Lâu lâu ông về ông còn tí mực mực khô là ông bơm cho chị, còn mực tươi là ông bơm người khác rồi. Yeah. Đúng chưa? Yeah. Em nói vậy đúng không? Yeah. Về với mình nhầm gì con gì đó, gọi là hết xí quách rồi, đúng chưa? Mệt rồi nằm thẳng cẳng luôn rồi. Chị lui ông ra liền đi, thịt thì không lấy được, đúng chưa? Tại vì em nghĩ vậy nè, em từng nói với ông đó, em nói là em hy sinh tất cả, em chấp nhận anh để cho em muốn anh nó đừng có tạo nghiệp nữa, đừng có đi lang thang bà này dài ngày bà kia dài ngày rồi để mới lấy tiền mấy bà đó. Mấy bà có nói với em là em đi ngủ với người ta để lấy tiền đó, mấy bà đó nhắn tin ghi âm tới đó cho em có hết, em mở cho anh nghe luôn rồi đó. Đó cho nên em không muốn anh lang thang lấy thích như vậy nữa, cho nên em hy sinh để em muốn em dừng chân để sống với mẹ con em để cho có một cái mái ấm gia đình. Bây giờ em cũng gần 60 tuổi mà anh cứ điên hoài như vậy thì sao? Em nói rất nhiều lần, rất nhiều lần mà ông vẫn không nghe. Ông này tướng ông này ông sung hơn 80. 80 cái gì? Chị là dài rồi. Khổ không? Mất hết. Giờ mất cả tiền, mất cả tình, mất cả đồ chơi. Mà đồ chơi thì ông này ông còn tiếp mục làm bơm cho chị nữa. Đúng không? Dạ. Khổ rồi. Mình sai lầm rồi. Vậy là các bạn chỉ khuyên chị ấy. Như vậy bây giờ chị suy nghĩ lại, đúng hay sao? Dạ đúng. Lúc trước bạn chị khuyên chị đấy là chị có mình có chia sẻ là em bất chấp hết, người nào nói em cũng không nghe. Gạt luôn hả? Dạ, kể cả gia đình em, kể trong xóm người nào cũng nói em biết em nghe, giờ trong xóm cũng muốn nói nữa. Con là nhiều người chán mà không, người ta không muốn nói chuyện. Tại thấy em quen ông là quá khổ, không được gì hết. Ồ. Mà ông cứ gái gú rồi. Em nói thẳng với chị nè, quen với người đàn ông ấy ít ra ấy, một tháng người ta không kiếm được nhiều tiền, nhưng người ta phải đưa cho mình vài ba bốn năm triệu, đúng chưa? Về ấy, hai vợ chồng có gì ăn đó, nhưng người ta phải sống với mình, người ta phải chung thủy. Còn mắt thì tắt, mà đít thì ngó, cứ xảy ra bà cái hở lực, bà cái hở mông, bà cái nhảy, bà lại uốn éo, mắt sáng, đúng chưa? Mắt long sọc. Thì em hỏi chị là người ta ở với chị không nghĩ cái gì đâu, nha, đúng chưa? Đó, thế thì mình ở người ta làm gì? Tiền thì không có, tình thì không, đó là gì? Thôi chia tay, bớt khổ đau, nhá. Thà đau một lần thôi, càng ốm lâu chỉ càng tốn thuốc. Chị không nhận á? Ốm lâu là tốn thuốc. Đó, sống người ta nhờ cũng 25 đồng cúng người ta tiền để chỉ để kiếm để kiếm đồ chơi à? Đúng chưa? Đồ thì cũng chẳng chơi được. Em thật là nghiêm túc, nó hơi thô nhưng mà thật. Vì ông sống với chị ông có tình cảm đó. Ông có tình cảm, ông yêu thương chị nào ông không phải đi. Đúng không? Ông không có yêu thương bà nào hết á. Chẳng có ông đến gì, cái gì thì mình biết. Chẳng có gì để có chỗ ăn chỗ ở, vì tiền hay sao. Ôi, chỗ ăn chỗ ở, chị đã nuôi ông ta rồi. Bởi vậy mới thích đi, nhưng bà khác ăn không biết vì cái gì luôn. Ông có thích mất thử của lạ mà. Nhưng mà mấy người ông quen 5-6 năm hết rồi, bà nào cũng quen 5-6 năm hết á. Chỉ có em là mới quen sau cùng này thôi. Dạ, chị là hàng tơ nhất hả? Dạ, em là sau cùng. Dưới chị chắc còn nhiều đấy. Em có lẽ cũng vậy, nhưng mà em chưa biết. Xong tăng này là còn sổng chuồng, ông ấy gọi là sổng mà. Gọi là tuột xích ấy. Ông còn kiếm nhiều chỗ nữa. Không rồi. Bây giờ này, chị ấy nói chuyện thẳng thắn cho ông ta, để hy vọng ông ta xem được video này. Ông ta bớt tạo nghiệp. Em nói trực tiếp với Hoài rồi. Rồi chị nói chuyện đi. Bây giờ ông ta đang xem. Chị nói chuyện chắc chắn ông ta sẽ xem. Em nói... Đọc tên ông ta luôn. À, em đã từng nói với anh Lê Văn Nam rồi. Nói rất là nhiều. Em đến với anh là em biết anh là không có được cái gì hết, gái hú tùm lum, nhưng mà em vẫn hy sinh, em vẫn chấp nhận. Em bắt được bao nhiêu lần nhưng mà em vẫn tha thứ cho anh. Là gì? Em muốn anh dừng chân lại, đừng có đi lang thang tạo nghiệp nữa. Nhưng mà anh không có nghe. Nếu như người đàn ông này quay về biết lỗi sai mình mà quay lại xin lỗi chị, ăn năn hối cải, chị có tha thứ không? Lại cái tính là vậy là không thay đổi được đấy. Sửa được đấy. Tính người được. Không thay đổi được. Ông em về em thề luôn. Không có, chưa bao giờ em nhận cái sai của anh hết. Nhưng mà bây giờ là nhận, mà bây giờ thề luôn, chị có đồng ý không? Có tha thứ không? Em không quay lại, tại giờ quay cũng không còn tình cảm nữa. Một khi mà em đã lên đây là coi như hết rồi.
Em thấy nhiều chị em phụ nữ về đây khóc vì những người tình mình gạt tình, gạt tiền chị em. Nhưng mà riêng chị ấy, em thấy chị tội nghiệp nhất. Vì em nói thật là có thể là chị hơi buồn. Chị là một người khờ nhất. Tất cả các cuộc tình em thấy chị là người khờ nhất. Hôm qua cũng có vì chị không được người ta hứa gì mà chị cũng không được gì. Hôm qua em cũng nói với ông, nói quán cà phê em nói là tại em nghĩ cho anh quá nhiều cho nên bây giờ người khổ là em. Thì từ nãy giờ em nói chuyện đến vẫn bình thường, nhưng mà nói tới ông là em cảm động, em khóc là gì là em muốn ông nó trở thành người tốt, đừng có như vậy nữa. Em chỉ mong muốn như vậy. Mình không thể thay đổi được một con người đâu chị. Yeah. Yeah. Đây là em nói chuyện lần cuối cùng, điều cuối cùng trên video này. Mình không thể thay đổi con người, đó là tính cách đã hình thành. Yeah. Từ lúc có sinh ra lúc nhỏ rồi. Yeah. Cái cá tính người ta, cá tính người ta là ham của lạ, người ta thích chơi nhiều chỗ, người ta thích biết bà A, bà B, bà C, thích gạt tiền người đó, gạt tiền người kia. Đó là cái cá tính người ta. Yeah. Yeah. Còn em chưa biết là ông sao, em chưa có gặp. Yeah. Nhưng mà nếu đúng như chị nói chuyện như vậy thì em khuyên chị. Yeah. Chân thành. Yeah. Ông có về ông quỳ, ông có sám hối cho nữa. Mình đuổi nhân lúc luôn, không có chuyện, không có chuyện. Nhân lúc thả chó ra ngay, thả chó bẹp dê ra luôn nha. Yeah. Nhân lúc ngay lập tức ông tới tiếp, gọi công an tới. Yeah. Hoặc gọi anh em mình tới làm việc. Đó, cút ông đi ngay lập tức, không cho cơ hội nói chuyện. Không nhắn tin qua lại mà chặn số, xóa số luôn. Chứ người đàn ông người ta sống với chị là người ta chẳng bị cái gì cả. Bây giờ ông bước chân đi là ông chặn xóa em hết rồi đó. Ông xóa nhưng mà rồi một ngày nào đó thì sáng ông mở ra ông nhắn cho em xong ông chặn lại thôi. Ông nhắn là đi như vậy là thể ông thể thưa em này kia đó. Cho ông ấy, cho ông làm gì ông làm. Nhá. Chứ ông ấy là đàn ông mà ông sống gọi là em xin lỗi chị là sống bám váy đàn bà. Yeah. Thì khó chấp nhận. Đàn ông như vậy là đàn ông tồi. Yeah. Nếu đúng thực sự mà theo chị nói chuyện như vậy. Yeah. Ai em đã nói đúng á. Cho em xem ghi âm với tin nhắn những bà đó gửi đến cho em. Đâu ghi âm đâu, chị mở em xem nào. Chị mở cuộc ghi âm em xem nào. Mở lớn tiếng lên. Trời ơi, có tiền đùi cháy này. Con này nhiều khi là không được hộp sữa này, thiếu sữa này. Em biết chị là chị có cuộc sống cũng ổn định, không có lỗi gì đâu. Yeah. Đúng không? Yeah. Cho nên chị mới có điều kiện thì nuôi ông ta được một cách tròn vẹn như vậy. Bơm tiền cho ông ta. Hay là chị thích gì nên. Ông này được cái mát thôi. Đừng tưởng nhìn như là mà ngon. Đỏ chưa chín đâu chị. Đó cái cuộc ghi âm nào là ông ấy đi với người khác đâu. Cuộc ghi âm là bồ ông nói chuyện với em. Ồ, bồ hả? Dạ. Lại bồ nữa. Mà sao người ta biết số của chị người ta gửi? Em vào Zalo ông, em lấy hết tất cả những số bồ bịch của ông á. À. Em liên hệ với những bà đó hết. Ờ. À. Dạ. Hay. Khổ đó. Cái điện thoại này gần mấy cái mic á. Bây giờ chị gọi cho ông ta, ông có nghe máy không? Chặn luôn hả? Rồi ok chị. Cái đoạn này em tìm chứ còn đoạn nữa. Thôi bây giờ thế này. Nghe như vậy hiểu rồi, đủ hiểu người đâu mà. Mà đang học luôn và bảo nó là không được, anh mở là phải
chị, vậy là hiểu rồi nha. Người đàn ông này ta chuyên ra đi gạt chị em phụ nữ. Một mình người này có thể gieo rắc rất nhiều khổ đau cho nhiều chị em phụ nữ. Hy vọng chị ạ, hy vọng là anh em mình sẽ nhiều sẽ tìm được ông này để cho chị nói chuyện thẳng mặt với ông ấy nha. Bây giờ dạ được em giờ, hỏi giờ, chị này dạ giờ tìm không tìm cũng không quan trọng, được cũng được, nhưng mà em chỉ muốn lên đây để cảnh báo cho những người khác biết. Cảnh báo đúng không? Dạ. Tất cả những thông tin em hỏi lại chị chia sẻ là hoàn toàn là có đúng không? Dạ tất cả là đúng. Nếu sai, nếu sai em sẽ chịu trách nhiệm. Rồi chị hôm nay về đây nhờ anh em mình Bình Dương ghi hình đăng tải cái thông tin mà bị bồ cả. Nói chung là sống với em như vợ chồng nhưng mà không có đăng ký kết hôn. Thì nói chung là cứ em vẫn lo cho ăn cho uống này kia các thứ sống với em, nhưng mà cứ bà này bà kia tào lao thì bột vậy rất là nhiều. Rồi nói chung là thì bữa trước đi thì em nói bây giờ đi thì bao nhiêu tiền tôi đưa cho em trả cho tôi, mặc dù mấy chục triệu cũng trả cho tôi. Ông nói tiền gì mà trả, tiền em đưa cho anh xài mà giờ em đòi cái gì. Em nói không, tôi chụp hình lại có đầy đủ hết. Tôi đưa cho mẹ anh 5 triệu để cho mẹ anh nằm viện. Tôi cho mẹ anh không phải cho em, không đưa cho mẹ anh lấy tiền để đi theo gái. Mà giờ anh nói là tôi cho mẹ anh để tôi đòi. Anh có đưa tiền cho mẹ anh không? Anh lấy anh đi hết trơn, anh chơi gái hết trơn. Rồi ok, cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nhé. Hy vọng các chị em phụ nữ xem đây là một bài học. Hãy sáng mắt ra, và hãy mở thật to mắt ra. Đừng vì một cuộc tình, mà đừng vì những cái tình yêu, mà đừng vì những lời nói ngon ngọt mà hãy nghe những gì đó người ta đang thực hiện. Người ta yêu mình, người ta phải thương mình, và người ta thương mình, người ta phải tìm cách để tạo điều kiện tốt nhất cho mình. Chứ mà người ta yêu mình mà người ta gạt mình để đi với người nọ, đi với người kia, và đặc biệt người ta dụ mình lấy tiền đấy bạn. Đó, thì nhá. Rồi hôm nay chị về đây, chị nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình chia sẻ tất cả thông tin này. Anh em sẽ Hiệp sĩ Bình Dương sẽ xin phép đăng tải tất cả những thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội. Chị có đồng ý không? Chị có đồng ý không? Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nhé. Rồi chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và thường lộ mình nha. Dạ, kính thưa cô chú chị, đây là một bài học vô cùng rất đắt giá cho tất cả các chị em phụ nữ. Hy vọng là các chị em phụ nữ xem video này, đây là một bài học. Chị gái này hiện nay đã mắc phải một trong những lỗi sai lầm rất lớn. Rất nhiều các chị gái, đồng nghiệp, bạn bè, người thân, gia đình ngăn cản, nhưng mà chị gái này một mực là nhất quyết là yêu anh ta bằng được. Đến giờ phút này anh ta bỏ chị đi và anh ta sẽ gài bẫy một cách đau khổ nhất để chị chứng kiến, và chị phải bắt đầu mới dừng chân. Đó, chị đến giờ phút này mới nhận ra đâu là tình yêu thật. Rồi, đây là cái câu chuyện thực sự gài bẫy cho bồ không? Đó, đây là cái gài bẫy. Thực sự là cái câu chuyện này rất đau. Người ta muốn bỏ chị, nhưng mà bỏ thì khó. Người ta tìm cách để gài bẫy. Rồi, xin chào em trai nhé. Em cho biết em tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Em Sóc. Sóc hả? Sóng. Sóng hả? Ồ, sóng phố bờ hả? Sóng nhiêu tuổi rồi? Sinh năm mấy? Sinh 1983. Em quê ở đâu? Dạ, quê ở Trà Vinh. Trà Vinh hả? Tay cho run đùng đùng vậy, bình tĩnh đi, hít sâu vào. Rồi, sóng cho anh biết là hôm nay em về đây nhờ anh em chính mình chưa tìm ai? Để tìm vợ em là Lê Thị Hương, sinh năm 1975. Vợ là gì? Dạ. Vợ tên gì? Lê Thị Hương. Hương hả? À? Dạ. Hương sóng, sóng Hương hả? À? Vợ là sinh năm 1975. Dạ. Em là 1983. Dạ. 75, 83 là mấy tuổi? 75, 80. 83, 8 tuổi hả? Vợ này là mấy người con rồi? Dạ, hai. Trai gái? Dạ, đứa lớn gái, đứa trai nhỏ. Trai. Con em nhiêu tuổi rồi? Đứa lớn 22 tuổi. 22 tuổi? Dạ. Bé nhỏ nhiêu? 14 tuổi. Hai vợ chồng mình là có đăng ký kết hôn không? Dạ, có. Có hả? Dạ. Vợ em quê ở đâu? Dạ, quê vợ dạ, em cũng ở Tiểu Cần, Trà Vinh luôn. Trà Vinh hả? Quê là có gần nhà nhau không? Dạ, gần. Vậy là sao? Cái cơ duyên nào em lại gặp vợ? Dạ, em đi chơi. Ủa, đi chơi hả? Đi uống cà phê hả? Hay là đi bar hay là đi đâu? Dạ, em đi uống cà phê với bạn. Cà phê quán có lãng mạn mà lại gặp được cô vợ dễ thương mày? Dạ, không, quán công viên. Ồ, cà phê công viên nước hả? Công viên ở đấy có nước không? Dạ, có nhưng mà không có xuống dưới chơi được. Ồ, kì vậy hả? Thế là mình gặp vợ lúc là mình quen nhau làm quen thôi hả? Dạ. Quen nhau, yêu nhau lâu không?
cũng mấy tháng nha. Mấy tháng muốn học. Nên tình yêu bắt đầu là cháy bỏng mới học. Nên là quyết định là thương nhau. Lúc bây giờ là em làm cái nghề gì? Giờ lúc đó em còn thanh niên ở nhà phụ cha mẹ làm ruộng. Lúc bây giờ là mối tình đấy là mối tình thứ mấy rồi? Thứ hai. Vậy là sao hai người quyết định là kết hôn? Dạ. Sống với nhau. Dạ. Em hiện nay đang làm nghề gì? Dạ em làm thợ hồ. Thợ hồ. Lương cao không? Dạ dưới quê ngày có 300 ạ. Cũng rẻ vậy hả? Quê anh nhà lương thợ hồ 600 không ạ? Rẻ vậy. Bữa nào lên đây giới thiệu cho mấy mối. Anh có mấy ông bạn thầu xây dựng, thầu lớn. Ừ. Nhá. Tìm được vợ về hai vợ chồng lên làm chồng thợ thì bác phụ được không? Dạ được. Vợ em ở quê làm gì? Dạ em hồi đó giờ không có làm nha, ở nhà. Ở không ấy hả? Dạ. Lý do tại sao mà ở không? Tại em cho vợ làm. Ôi giời. Vậy mình chiều vợ vậy hả? Cưng nhờ. Vậy mình làm như vậy mình nuôi vợ và các con như vậy là có ổn lắm đúng không? Dạ ổn. Việc nhiều không? Dạ việc nhiều có khi em làm tới 11, 2 giờ khuya. Ôi giời. Vậy là mình làm như vậy là tính lương được nhiều không em? Dạ không anh, bằng ngày em đi làm hồ rồi 5 giờ chiều về em ra ruộng ra gãy. Gãy làm gì nữa? Đó mình thứ phân xịt thuốc rồi tới. Em trồng cây hoa màu hả? Dạ. Mình trồng cái gì vậy? Dạ ớt với dưa hấu. Bán một vụ rồi thu hoạch được nhiều không? Có năm thì lợi, có năm có vụ thì lợi, có vụ thì lỗ. Ôi giời. Đây thì theo thời tiết á anh, miễn mưa ít á thì mình được mùa thì nhiều khi được mùa đó có được giá không? Dạ. Được mùa có được giá không? Nhằm năm được giá, nhằm năm thì không được giá hay gì. Thu được nhiều nhất là được nhiêu? Vụ được 100-200 triệu không? Dạ được, có khi lỗ cũng 100-200. Ui giời ơi. Sao mình được ăn, mình căng, mình được ăn, mình dình, mình được ăn cái mình nghỉ luôn. Được không? Thế là vợ nhà không nấu cơm thôi hả? Nội trợ thôi hả? Dạ. Hay là em nấu cơm luôn? Có khi có lúc trước thì em nấu, lúc sau này em đi làm em tự nấu. Vợ nhà nấu cơm không nấu được hả? Tại em yêu vợ em cái gì nhất? Yêu thương cái gì nhất? Cái gì em cũng thương hết. Cái gì vậy? Trời ơi. Cứng vậy. Thế em cho anh hỏi này, từ trước thì em có bao giờ chửi la dày vợ không? Dạ không luôn hả? Thế sao vợ lại bỏ đi? Hôm vợ em bỏ đi có hai chồng cự lộn không mấy tiếng, ví dụ vợ em xài điện thoại không rõ ràng á, rồi em hỏi dù điện thoại sao xài mà cài vợ chồng mà cài mật khẩu không cho em đụng á, cự lộn mấy tiếng thì vợ em bỏ đi. Chỉ có cự lộn cái điện thoại? Dạ cự cũng được 30 tiếng nữa. Trước đây vợ em có khóa mật khẩu không? Dạ không. Mới đây hả? Dạ. Lâu chưa? Dạ nó chỉnh tầng. Mới khóa mật khẩu đấy hả? Sao tự nhiên khóa mật khẩu? Em cũng hiểu. Bởi vậy vợ em có xem trên mạng, trên TikTok không? Dạ em dạ ít coi TikTok á. Thế vợ em coi cái gì? Dạ em coi phim á, cái phim trên Facebook rồi á. Facebook hả? Dạ. Em có nghi ngờ là vợ em nhắn tin hoặc ai đó nhắn tin cho vợ em không? Vợ em phải khóa mật khẩu không? Dạ không, tại em không. Thế vợ em khóa gì vậy? Nhà có gì đâu mà khóa? Hiểu nó bây giờ. Vợ em ở nhà thì anh nói rằng nếu mà ở nhà không lộ trợ cũng chẳng có mối quan hệ gì thân thiết lắm đâu. Sao lại có mật khẩu? Em không nghi ngờ có ám ảnh gì à? Dạ không. Vẫn tin là hả? Dạ. Tại vợ chồng sống với nhau phải tin tưởng nhau. Em là 41 tuổi. Dạ. Vợ sinh năm 75 hả? Dạ. 49 tuổi. Trên nhau khá nhiều rồi. Vợ em được em cưng chiều này mà không sướng, không muốn là còn được lấy chồng trẻ kìa. Vinh hạnh sướng quá trời sướng, giờ đi kiếm đâu nữa, muốn đi đâu? Thế là bạn đi mấy ngày rồi? Dạ đi bữa 17 tới là 3 tháng. Ui giời, cha mẹ ơi, 17 này 3 tháng. Sao em không đi tìm? Dạ em đi cũng đi tìm ở dưới tùm lum hết trơn, rồi bạn bè em nó tìm giùm nó rồi không gặp rồi xong. Vợ em nó hứa về hoài rồi cái em cũng chờ tới ngày có về không, cũng đã đợi không về tới giờ. Lúc trước em cũng nói nếu vợ em không về em nhờ lên em nhờ em Hải tìm giùm, nhờ anh Hải tìm giùm là nó dài. Thế cũng chờ hoài cũng không được luôn. Dạ. Giờ bắt buộc là phải đi tìm đúng không? Dạ. Em có thấy là vợ em có thấy là sai em, vợ tự nhiên khóa mật khẩu và hai vợ chồng cửa lộ và vợ bỏ đi luôn. Dạ. Và đến giờ cũng là 3 tháng. Dạ. Thấy sai chưa? Nếu cửa lộ bình thường nha, cửa lộ bình thường chỉ với cái điện thoại khóa mật khẩu mà mình không tác động vật lý, mình không làm gì sai quá. Nha.
xong làm thì cho cái cuộc tình nó vợ nó giận nhiều, thì vợ không lý do thì bỏ đi 3 tháng, giận cùng lắm giận sáng trưa rồi đúng chưa, xong rồi đâu vào đó. Còn tự dưng mà vợ em lại kiếm cớ này, anh nói thẳng là kiếm cớ rồi đúng không? Thế cho nên là chắc chắn anh nghĩ chắc chắn là em mà đi làm kiếm tiền đúng không? Em giơ bàn tay này nè. Ui giời, sao bàn tay nó chai dữ vậy hả? Bàn tay này chắc em vỗ vào cây, chắc đổ cây. Em cầm tay em cũng ít các bạn. Đi làm bên xây dựng em cũng ít. Em chỉ bên thước tác. Nhưng mà sao bàn tay mình nó chai vậy hả? Tay nó gì? Tay này tối mà vô tình mà ngủ quên mà sờ má vợ, chắc là vợ ai chảy máu rồi. Có khi dưới quê mình làm vườn đó, mình cầm dao, mình dập quốc đúng không? Dọn vườn đó. Nó chai hả? Vợ dạ. Em á, giận em á, vì cái điện thoại, nó chỉ là một phần rất nhỏ, đấy là một cớ này. Thì em cũng anh nghĩ rằng chắc chắn là em đi làm suốt ngày như thế này, đêm thì làm 11 cái hè đêm, ban ngày thì sáng 5 giờ chiều, đúng không? Dạ. Em dành nhiều thời gian cho công việc, mục đích chính là mình kiếm nhiều tiền để nuôi vợ con. Dạ. Em sợ vợ con em nó khổ xúc người ta. Đó. Nhưng mà cuối cùng là giờ là mình lại thua xa người ta luôn. Rất nhiều câu chuyện nhiều anh trai hoặc em trai chịu khó đi làm kiếm tiền nhưng mà bỏ bê vợ con, bỏ đói. Em hiểu từ bỏ đói không? Hiểu. Tình cảm thì mình ít lại và mình dành nhiều thời gian cho công việc. Em cũng tập lý lắm anh. Em làm khi tầng hay là vài bữa em chở vợ em đi ăn hay là đi uống nước. Ngon vậy. Dạ. Vợ già mà chồng trẻ mà hay nhỉ? Đọc là đấy. Vợ già chồng trẻ là tin. Em đâu có nhậu đâu, đâu có em không biết nhậu nào, không biết. Không chơi bài gì luôn hả? Em có ở quê em có đá gà không? Dạ có mà em có đá. Có đá hả? Người ta đá mạnh không? Dạ mạnh. Ui, sao mình không đá là cái cho nó vui? Dạ, nuôi vài con đá. Làm kiếm tiền cực khổ để cho vợ cho con. Ồ đấy. Anh nghĩ rằng nếu như em là một người chồng tốt thật, dạ, như em kể. Mà vợ em bỏ đi thế này là đây là một cái sai lầm rất lớn cho một người phụ nữ 50 tuổi. Anh em nói trên cộng đồng mạng biết nếu mà em có nói láo thì anh cứ điện về. Anh đăng này mọi người biết hết. Dạ. Ở dưới ấp em, ở xã em là người ta biết em hết. Em họ tên đầy đủ là gì? Là Nguyễn Văn Sóng. Nguyễn Văn Sóng hả? Dạ. Sinh năm 1983. Dạ. Quê quán này à? Với quán em là ấp Chèm, xã Tân Hòa, huyện Tứ Cần, tỉnh Trà Vinh. Chắc em mà nổi tiếng thì chịu khó hả? Dạ. Đó, gì thì biết rồi. Nhưng mà thương vợ quá em ạ. Dạ. Thương như em là sai lầm. Thương mà để cho vợ sướng quá là sai lầm. Em hiểu từ là các cụ người ta thường có câu đó, là ăn no thì rửa mỡ chứ. Vợ em rảnh quá, vợ em sinh tật. Dạ. Người vợ mình thương nhưng mà mình vẫn phải cho làm việc. Nhưng mà cho là một cái việc gì đó đơn giản nhẹ nhàng để giết thời gian, kiếm được đồng nào kiếm em ạ. Chứ ở nhà không thì cơm thậm chí chẳng đâu. Làm gì? Đúng không? Yeah. Bởi vì vợ em vẫn còn tuổi lao động. Khi nào ốm tha già thải thì tính tiếp. Còn mình thương quá như này không được. Bản thân em thì cũng chẳng sung sướng gì. Nếu như em đi làm việc mà một ngày em có thể em nuôi vợ em một tháng thì anh đồng ý. Nhưng em phải làm cả ngày, em làm cả đêm nữa để em nuôi vợ đứa con thì mắc bớ thì tại sao cho vợ đi làm phụ? Đúng chưa? Sai lầm chưa? Thấy sai lầm không? Vợ em rảnh, vợ em có nhiều thời gian để dành cho nhiều cái riêng tư, từ đó sinh tật. Anh chưa dám nói chắc chắn là vợ em theo người khác. Nhưng cái này là nhiều phần trăm. Vợ em có thể là sai lầm không? Không ai mà giận chồng có chuyện rất đơn giản là bỏ đi 3 tháng, mất đi. Em đã về quê vợ em tìm chưa? Về quê gần đó luôn mà. Tìm chưa? Dạ rồi. Nhà em lên đó không được cây số. Ồ, gia đình vợ em có chia sẻ gì không? Dạ. Gia đình vợ em á? Gia đình vợ em thì cũng nói vợ em, nói kêu vợ em về rồi vậy đó. Có gọi được không? Gia đình vợ gọi được không? Dạ được. Gọi được mà không về hả? Dạ, hứa không ạ? Hứa. Cắn ớt rồi, vợ em cắn ớt rồi. Ớt này là ớt, vợ là ớt thóc. Em biết ớt thóc không? Ớt thóc là mấy trái ớt nó chậm trời ấy, nó nhỏ không cay ấy. Không nhả ớt này phải ngâm nước đá. Đó. Bây giờ em nói cả đời em sống vì vợ vì con mà vợ em làm nha. Anh tin chắc chắn, anh tin nhé, chắc chắn
vợ em theo người khác có thể là cuộc sống nhiều tiền thì vợ em mới theo thôi. Còn nếu mà để mà kiếm một người đàn ông mà tốt thật như em ấy, anh nghĩ là chắc chắn không phải có, khẳng định em không có. Mà anh dám chắc chắn là vợ em không kiếm được người nào nhỏ tuổi hơn em nghe, mà vợ em đi kiếm bây giờ chắc chắn là ít nhất là những người phải 55-60 tuổi rồi em ạ. À? Ở nhà em cũng ngán làm á, còn kia lo cho vợ em lo thiếu thốn vậy đó. Vợ em đi là có mang theo những cái gì? Dạ mang theo chiếc xe tay ga. Tay xe gì? Alex 2020. Xe mới hả? Dạ. Gì nữa? Nữ trang. Nhiều không? Dạ cũng đi chuyện với lắc cái cà gáo. Khoảng nhiêu? Mấy cây, mấy lượng? Em khoảng ấy. Không ạ, chỉnh cây. Cây hả? Cây giờ 80-90 triệu, 70-80 triệu. Chiếc xe này có mang điện thoại không? Dạ lấy điện thoại của em. Ô kì ấy. Tại chiếc xe em cài định vị á. Ui giời ơi, cao thủ rồi em ơi. Xe cài định vị mà để cho vợ biết. Tại thế là vợ ăn trộm mình điện thoại nên là hết định vị luôn. Thế là điện thoại vợ cầm đi không? Hay cầm cả? Điện thoại của vợ em thì để là hay cầm đi. Thì cầm đi chứ, để liên hệ. Em cầm tại bữa tự loạn vụ cái điện thoại em hỏi sao mà cài mật khẩu á. Ờ. Thì em cầm điện thoại. Xong một cái điện thoại em thì em kêu nhóc em sạc nhiều mà nhóc em nó không sạc. Ờ. Cái sáng ngày em coi còn có 5% pin em mới đút vô em sạc. Rồi để nhà luôn. Sạc cái sáng ngày em chạy ra ngoài chợ mua đồ, vợ em nhà lấy điện thoại. Rồi xong luôn. Đây là kế hoạch hoàn hảo. Và em rất tinh vi ấy. Và em không khó. Trước khi đi biết rõ là cái xe mình đang gắn định vị, mà đi là phải đi bằng xe, mà đi bằng xe là đi bằng có định vị là đi đâu cũng biết. Thôi tao lấy điện thoại, tao lấy xe luôn, thế là mày chả có định vị trên trời, đúng chưa? Giờ thua chưa? Và ăn cao thủ chưa? Phụ nữ là không đơn giản đấy mà, tưởng là đơn giản nhưng thực sự không đơn giản. Em thật sự giờ có mong muốn vợ quay trở về với em với các con? Em còn thương vợ không? Dạ còn. Thương nhiều không? Thương nhiều luôn hả? Anh thấy em hiền lành thật mà chưa biết thì sao? Em đó ngày em đi làm thì đi, còn ngày cũng làm thì em qua chùa để làm công quả. Qua chùa làm công quả? Dạ. Anh thấy em là người rất lương thiện. Dạ, giấc chiều em đi làm 5 giờ về tới nhà em giặt đồ, cơm nước, quét dọn xong. Sao mà ông làm? Lúc giờ em đi rồi đương giờ sáng em đi làm tới 6-5 giờ về em dọn dẹp cơm nước cho con em xong rồi 6 giờ em qua chùa đọc kinh tới 7 giờ về. Vợ em có đi chùa bao giờ? Dạ ít thôi. Đấy. Ai vợ em như thế kia làm sao đi chùa? Bây giờ này, nếu như anh em hiệp sĩ mình chưa mà tìm được mà vô tình mà đúng theo những cái dự đoán mà có thật vợ em đang sống với người khác, không phải là một cái tình bạn ấy. Vượt xa rồi. Em bỏ qua cho bà. Dạ có. Ok, cảm ơn em. Anh thấy em cũng rất nghẹn lòng ấy, nhưng mà cố gắng chịu đựng, đúng không? Không ai mong muốn là vợ mình sa ngã. Nhưng mà đôi khi vợ em chỉ một phút chốc thôi, say nắng say mưa mà vì nó lý do là nó không về được. Nhưng mà được là em rất thương, đúng không? Em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được video này, vợ em sớm quay trở về với em với các con. Em nói chuyện đi. Dạ. Tự nói chuyện. Em về với anh với con, em có làm lọc với anh không có phần. Em về nhà cho con có mẹ được rồi. Từ khi vợ anh bỏ đi đến giờ phút này, các con em có gọi lại cho mẹ không? Dạ điện cũng được. Không được luôn hả? Thì nó muốn điện về thì nó mở mạng nó điện. Chứ hoàn toàn không gọi. Buồn không nhỉ? Tỷ như 4 ngày, 5 ngày, 3 ngày vậy đó. Điện về thì mở lên nó điện, còn mỗi khi thì điện nó tút tút. Tội nhỉ. Quá tội. Bây giờ các con em cảm rất nhớ mẹ nhỉ. Dạ. Đi giờ con em bệnh mấy lần. Một bé 14 tuổi hả? Dạ. Hai gái hả? Một bé. Gái đầu hả? Dạ. Con gái con học không? Dạ, gái em gả ngoài Tây Ninh. Với chồng hả? Dạ, hai đứa cháu ngoại. Vậy là thông em là xuôi gia, có xuôi gia rồi hả? Dạ. Đàn ông 41 tuổi, 83, 41 tuổi, có xuôi gia, có cháu ngoại rồi hả? Dạ. Con gái em biết chuyện này chưa? Dạ, biết.
chắc chắn là gia đình đã biết hết rồi hả? Đã biết. 3 tháng mà đúng không? Tại sớm mà ta cũng biết, biết vậy. Ngày hôm nay chắc chắn là đăng thông tin này là vợ em sẽ gọi về nhà. Còn vợ em về hay không thì anh chưa em chắc. Nhưng mà anh hy vọng là vợ em sẽ nhận được cái những cái sai trái, biết được những sai trái sai lầm của mình. Vợ em sớm sửa đổi. Còn vợ em, anh nhắc lại là vợ em chỉ là cái cớ rất nhỏ thôi, là chồng xem điện thoại nói về mật khẩu mà vợ bỏ đi. Lại thấy đó là cái cớ, nó không có gì liên quan. Hiểu không? Nhá. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em một chiếc video ghi hình đăng tin tìm vợ. Em có đồng ý cho các anh em được review chia sẻ tất cả những thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm vợ em không? Dạ, anh đồng ý. Đồng ý hả? Dạ. Tất cả những thông tin em chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật đó. Dạ, đúng. Cảm ơn em nhé. Dạ. Anh chúc em luôn luôn mạnh khỏe. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức chị gái hiện nay đang sinh sống ở đâu thì báo tin giúp anh em đổi hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913 78588. Đây lại tiếp tục một bài học, không một bài học là giống bài học. Cái chữ ngờ thì không ai ngờ. Có người thì thương vợ, có người thì chiều vợ, có người thì ra tay với vợ, vân vân và vân vân. Đó, khổ không? Tội không? Có người thì bị bạn trai lừa, có người thì bạn gái lừa, có người thì người yêu cả, có người thì vợ cả, có người thì chồng gạt vợ, có người để bạn gạt nhau, không có thiếu gì cái cảnh nào. Hy vọng là các cô chú chị hãy xem những video này, đây là những video rất thật, anh em không giàn dựng, câu chuyện hoàn toàn là có thật. Rồi xin chào anh trai, anh cho biết là anh tên gì? Anh họ tên thì đúng là gì? Trịnh Văn Thống hả? Anh nhiêu tuổi rồi? 47. 47 tuổi hả? Anh Thống quê quán ở đâu? Quê Trà Vinh. Hiện nay đang sinh sống ở đâu? Ở khu công nghiệp Hồng Nam. Là đâu anh? Ở Bình Tỉnh Long An. Dạ. Tỉnh nào? Quê hả? Anh đang làm việc ở tỉnh nào? Ở Bình Chiểu, Long An. Bình Chiểu à? Dạ. Bình Chiểu Thủ Đức hay Bình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh? Hay là Bình Chiểu ở mình ở đâu? Thủ Đức. Bình Chiểu Thủ Đức hả? Dạ. Ồ. Anh cho biết hôm nay anh về đây nhà anh Hồ Chí Minh Dương tìm ai đấy? Tìm vợ. Tìm vợ hả? Anh đang làm công việc gì? Em làm bên công ty Gia Ly. Là gì? Gia công ty Gia Ly. Là đâu anh? Ở cái cửa gần đó mà làm bên bao bì. Lương cao không anh? 60 triệu bạc. 67 triệu bạc hả? 67 triệu là còn bạc nữa hả? Chắc ít hả? 67 triệu lớn hay nhỏ mà anh ít hay nhiều? Cũng đâu có nhiều gì đâu. Nhiều mà. Bây giờ anh muốn làm nhiều tiền em bày cho. Ừ. Không, em chỉ cho. Lương 40 triệu. Ừ. Bây giờ có một số anh em đang người đang tuyển lương 40 triệu, như anh em nghĩ là phải 45 triệu. Làm nổi không? Làm việc về đây không mà? Được không? Tướng anh là mình dây. Tuổi này là vẫn hồi xuân này. Được không? Làm nổi thực hiện nhiệm vụ được không? Mình thực hiện nhiệm vụ được không? Bây giờ thực hiện nhiệm vụ là lương khoảng 40 đến 50. Đi theo tour. Phục vụ hai chị. Nửa tháng về một lần. Nổi không? Nổi không? Không chịu nổi. Không chịu nổi. Tiền nhiều. Được ăn ngon, được đi du lịch. 6-7 triệu thôi. Bây giờ nói cho em nghe này. Mình lương 6-7 triệu là tốt rồi. Thời điểm khó khăn anh. Chứ mỗi người một công việc mà. Có người tháng cả tháng chẳng dư đồng nào mà không có việc gì cả. Nhưng có người lương một tháng hàng nhiều tỷ anh. Thế nên là mình cũng không có bì được. Yeah. Mình cái điều kiện hoặc là cái mình chỉ được như vậy thôi. Từ từ mới có, đúng không? Yeah. Thời điểm khó khăn mình có công có việc là tốt rồi. Nói chơi vậy thôi chứ anh lái hay mà một tuần thì anh lái không nổi đâu. Có trả anh 1 tỷ một tháng anh nhận không nổi. Thực hiện không nổi đâu. 3 ngày thôi là kiêng rồi. Nhà cho bò mà. Đúng không? Yeah. Thế thôi mình tiền ít thì mình hưởng ít. Anh. Yeah. Nhá. Yeah. Anh cho biết là hôm nay anh về đây nhờ anh em Hồ Chí Minh Dương để tìm vợ. Vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Võ Thị Diệu. Võ Thị Diệu. Diệu hả? Gái Diệu đúng không? Vợ anh quê quán ở đâu? Dạ, ở Cà Mau. Quê Cà Mau. Cà Mau, Thái Bình. Anh thì Trà Vinh hả? Dạ. Sao mình trước lại gặp vợ? Em đi làm công ty gặp. Họ làm công ty gặp hả? Dạ. Vợ anh có dễ thương không? Nhìn có vẻ cũng điệu điệu nhỉ? Phải không? Vợ anh nhìn cũng điệu quá. Mở nhiêu tuổi rồi? 37. Yeah. Anh 48. 47. Anh 47. 47, 37. Lấy vợ trẻ vậy hả? Yeah. Ngon vậy. Mình có cưới không? Không, có nhà trước em có cưới giờ này. Ủa đây vợ hai hả? Yeah.
Thế vợ trước mình yêu nhau lâu chưa? Cũng lâu rồi. Lâu là được mấy năm rồi? Được mấy người con rồi? Không người con mà. Trai gái anh? Em trai. Anh có nóng tính không? Có. Nóng tính. Anh cặp lông mày này cũng lông mày này đúng là thời xưa là anh gọi là Trương Phi mới đúng. Nhưng mà có thể khuôn mặt ta không phù hợp với Trương Phi. Trương Phi mặt ta tròn hơn, nhìn nó ngầu hơn. Có dâu kia anh nhìn thì cũng dâu quay lón đấy. Anh còn để tí dâu mà nữa, xong mà mặt mập xíu nữa là gọi là Trương Phi. Thời xưa là gọi là anh biết Trương Phi không? Không, mình không xem mấy phim đấy ạ. Vậy là vợ anh ấy, trước đây có chồng chưa? Có. Mình gặp nhau, chúng hai người thương nhau. Quen nhau bao nhiêu thời gian thì quyết định sống chung với nhau này? Cũng lâu rồi. Lâu là một năm không? Được không? Cả đó là một năm hay hơn hay kém, bao nhiêu anh cũng gặp thì... chắc cả một năm. Mình có thẳng thắn không? Mình nói chuyện có thẳng thắn không? Có vuông góc không? Không vuông à? Anh nói chuyện méo tiếng đúng không? Anh sống chung với người vợ này được mấy người con rồi? Dạ, có là sống chung với cái người vợ này là người vợ hiện nay là 37 tuổi đúng không? Dạ. Là được một người con hả? Dạ. Trai gái em? Dạ, trai. Trai hả? Mấy tuổi đấy? Hai tuổi. Thế nhỏ vậy? Dạ. Thế mình hai một vợ chồng là ở với nhau lâu chứ mà mới được có người con 2 tuổi? 6 năm rồi. 7 năm cho con nhỏ này hả? Dạ. Sao mình không sinh sớm thì con lớn xíu. Vợ anh làm công việc gì? Tuy mai hai người có làm chung gần dạ. Mỗi người đi một xe hả? Một xe một bạn chở tới công ty đó em đưa xuống em đi gọi là mình là gọi xe ôm đấy đúng không? Sáng chở vợ tới công ty xong mình về công ty của mình, chiều mình nghỉ sớm mình lại chạy em chở vợ xong là về nhà, xong là hai vợ chồng đi mua chợ mua rau ăn phải không? Vợ mua đồ hay là anh mua? Dạ mua chứ. Vợ mua hả? Vợ anh có ngoan không? Nó không ngoan, một con cái em bữa em chửi nó hay nó dạy. Mình cho to lên được không? Nó nhỏ quá. Hôm bữa anh chửi hả? Nó ngoan sao mình chửi? Kiểu như muốn phòng không về ở rồi nó qua. Sao lại đang ở chung mà sao muốn phòng lại mở? Dạ có hai chồng về già dạ. À hai chồng cái lộn đúng không? Xong vợ nó muốn phòng ở riêng đúng không? Ồ, muốn phòng ở xa không? Gần. Gần mấy trăm mét? Chắc cần cây số trở lại. Ui giời, cây số trở lại hả? Sắp kỳ vậy? Đang ở chỗ mình muốn phòng luôn hả? Muốn phòng đi. Thế con anh gửi ở đâu? Em gửi vợ chị. Chị chồng hay chị vợ hay là chị họ? Dạ. À gửi chị bên vợ hả? Dạ. Hai vợ chồng anh là có thương nhau không? Thương lắm chứ mà con cái nóng tính này. Nóng tính hả? Nóng tính là tan nát tình đời luôn em. Thế là vì vợ trước là mình cũng nóng tính quá hả? Hay là anh mới nóng đây? Không, vợ trước không có, em không có nóng, có vợ này chứ nóng. Thì nóng là nóng trong máu rồi, nóng là sinh ra nó nóng rồi, nhưng mà nó mới được, làm gì có ai là mới nóng tính rồi. Chẳng qua là ví dụ như trước đây anh nóng tính nhiều, bây giờ anh giảm bớt đi chẳng hạn, anh kiềm chế chẳng hạn, đúng không? Chứ trước lại không nóng tính, bây giờ nóng tính thì lạ vậy. Vậy là vợ anh làm lương cao không? Cũng 7-8 triệu. Ngon hơn anh nhé à? Ngon hơn, vì em làm bên đây không ít có thể ăn cái. Ý thật sao mình không làm chung với công ty đi? Em không có làm đó. Kỳ đấy? Không, em không có làm riêng. Ồ. Trai 47 tuổi, tóc hai mái, đẳng cấp đấy. Đẳng cấp đấy. Trẻ chung. Em nhìn anh chỉ 37 thôi, không ai nghĩ 47 đâu. Bởi vì nhìn phong cách ấy. Phong cách trẻ chung, không. Mong quá trẻ trung này. Đẳng cấp đấy. Anh hiện nay với vợ là hai người ở trong chung nhà trọ. Yeah. Ở Thủ Đức. Mình tiền bạc mà xài, hai vợ chồng xài có đủ không anh? Cũng thiếu rồi. Thiếu rồi. Em muốn hỏi chuyện như vậy. Yeah. Để cho cái nhất là anh em để biết hướng. Yeah. Cái thứ hai để có hướng để tư vấn cho anh. Nha, chứ còn mình làm nhiều mình ăn, mình làm ít mình cũng ăn đúng không? Dạ. Yeah. Chứ anh em cũng không có ý gì nha. Yeah. Hai vợ chồng anh sống chung với nhau là có hay xảy ra mâu thuẫn không? Không có, cái hay nóng tính thì chửi cự cãi anh ra đường anh đã bị ai chửi anh chưa? Có ai thường xuyên hay chửi anh không? Một người nào đó người ta thường xuyên người ta gặp anh là chửi không? Thì nếu người ta chửi anh liên tục thì anh sẽ làm gì?
Xôi luôn không? Quốc luôn ấy. Đó, thấy chưa? Biết, hiểu. Thế nhưng mình hiểu này này. Mình là đàn ông, hoặc mình cũng là người, đúng không? Vợ mình cũng là người. Có điều là hai phái khác nhau, một người là nam giới, một người nữ giới, đúng không? Mình chửi vợ ông vậy hoài đâu có chịu được. Vợ anh mà lại không đánh lại anh được, không quốc được anh ấy, quốc cái không trượt ấy, kiểu quốc vậy không trượt, kiểu như thế, đúng không? Là bỏ đi. Còn nếu mà quốc mà chính xác chuẩn rồi ấy, thì anh là phải hạ cánh. Hai người thì một người thắng người thua ấy, đúng không? Thế là vợ anh bỏ đi mấy ngày rồi? Cũng lâu. Lâu là mấy? Gần tháng. Ui giời, sao giờ mình mới đi tìm? Anh tưởng là nó về, vậy nó đi luôn. Có tưởng về hả? Tưởng anh tưởng là nữa là anh phải lấy vợ à? Không. Tưởng sao được? Vợ anh đã hăm bỏ đi mấy lần rồi? Chắc nhiều lần hả? Biết, nhịn điệu biết. Mình đi kiếm tiền về hàng tháng, đi làm về hàng tháng mình có đưa tiền cho vợ không? Đưa bao nhiêu phần trăm? Đưa còn nữa à? Còn nữa thì em xài nữa. Thế là con ăn bằng gì? Con bú mẹ? Con dạ. Con bú mẹ. Đúng không? Còn mình đưa cho bằng nữa để vợ nấu cơm ăn, hai vợ chồng ăn, đúng không? Vợ làm vợ ăn, mình làm mình ăn, rồi con bú mẹ. Ôi trời đất quỷ thần. Con anh bú mẹ, con bú mẹ không? Dạ, em nghỉ lâu rồi. Nghỉ lâu chưa? Lâu. Mấy tháng rồi? Nó chích sữa lâu mà. Sao mình sống chung với nhau, vợ đầu mình đã trục trặc rồi. Vợ hai là mình cố gắng thương yêu, mình phải nhịn với anh. Nóng tính đâu giải quyết gì đâu, đúng không? Nóng tính là sẽ sinh xung đột và mâu thuẫn, và hai bên có thể hận thù, và có thể là mất đi những cái tình cảm tốt đẹp, mà sau đó sẽ thành những cái gì đó trong lòng thành thù hận anh ạ. Đúng không? Anh nghĩ đúng không? Đúng. Trước đây mình đến với nhau, mình có nghĩ là một ngày nào đó mình lại bỏ nhau không? Hoặc vợ mình lại bỏ mình không? Không hả? Bây giờ anh có sợ mất vợ không? Anh có muốn lấy vợ bà ba? Không. Nhưng nếu vợ anh bỏ anh đi luôn ấy, thì vợ anh có xác định là lấy bà ba không? Nhưng đi luôn thì anh cưới vợ khác. Đấy. Vợ anh đặc biệt là em nhìn có cái khuôn mặt cũng rất tin. Điệu. Người phụ nữ là điệu, nếu người phụ nữ biết chiều là chắc chắn là ok này. Vợ anh có một cặp lông mày cũng giống anh, đúng không? Đúng giống anh. Nói chung là đẹp gái, dễ thương. Vậy là vợ bỏ đi nhiều lần hả? Lần đi nhiều nhất là bao nhiêu ngày? Mười bữa nó thấy em kiếm nó vậy không chứ nó có vậy. Ủa, sao lần này mình không kiếm tiếp? Giờ dạ, kiếm nó được rồi. Ủa, thua, bỏ lại cho chân vong hả? Dạ. Những lần trước anh kiếm ở đâu? Khi nó về quê hoặc nó ở cái này chỗ kia rồi hỏi người ta là chỉ. Thế lần này sao mình lại không hỏi tiếp? Này gì hết nó làm quá này. Đây chắc là vợ chán rồi, cho khỏi cho xuất hiện là không được kiếm được nữa, đúng không? Anh có sợ mất vợ không? Thấy nhỏ cũng phải sợ. Hả? Sợ chứ. Sợ. Có... sợ tại sao mình nhảy không kính hoài vậy? Đúng không? Mình trước đây mình đã từng hứa là anh sẽ sống với em hết cuộc đời nào. Anh sẽ yêu thương em, chăm sóc, là chỗ dựa cho em không? Yeah. Sao mình không? Anh bây giờ nếu mà để mà ngồi một chỗ, anh ngồi kiểu như ngồi thuyền, anh ngồi được khoảng 30 phút. Đó giờ em không có ngồi, mà đấy. Chắc em ngồi chắc không được quá. Đấy, anh nhìn anh hiểu rồi, thế là anh rất nóng tính. Mình nói một từ nó hơi gọi là nó hơi quá chứ anh gọi là anh không biết con sâu khoai không? Con sâu khoai anh biết không? Ừ. Anh biết con sâu khoai anh đã từng nghe người ta nói là con chuyện là con sâu khoai không? Đó, kiểu vậy. Khi nào anh ngồi thuyền, anh ngồi được khoảng 2-3 tiếng hoặc nửa ngày hoặc 6 tiếng hoặc 8 tiếng đến lúc anh sẽ thành công. Có anh đến lúc này mình chắc chắn mình không nóng tính nữa. Mình như vậy là mình chính là mình tu tập. Mình để có tính mình nó thuần đi anh. Mình nhìn cái gì nó quanh kể đó. Anh nhìn thấy những chú bộ đội và lính gác ấy. Anh thấy không? Muỗi cắn đúng không? Kiến cắn người ta phải được im thấy phải như vậy đó thì nó mới ok được đấy. Sau này mình mới thành công rồi anh. Còn là ví dụ đứng mà bị anh cho anh bắt súng mà anh đứng là anh canh người đâu đây mục tiêu mà
anh cứ ngó ngó ngoáy, anh bấm điện thoại, anh nhìn gái, người ta luồn vào, người ta chui vào luồn vào, địch chui vào là có đi ngay. Thế nên nói chuyện như vậy thôi cho nó vui, nhưng mà trong câu chuyện em tư vấn anh thế này này, vợ đi thì đi rồi, mà đi cũng nhiều lần, anh. Thế nhưng bây giờ tìm được về, nhưng mình phải thay đổi, mình nóng tính nó không phải giải quyết vấn đề, anh. Kể cả ra đường vậy, nóng tính là thua thất bại. Nóng tính là luôn luôn là thất bại anh à, nhưng mình nhịn là mình không có thất bại, nhịn không phải là nhục anh ạ à. Mình nhịn với vợ mình, vợ mình cũng chửi mình kệ, nhưng mà nó vui anh ạ à. Mình coi mình nghĩ trong bụng là cái con điên này, mày cứ chửi tao đi kiểu vậy, mình nghĩ trong bụng mày, nhưng mà đừng kể hàng xóm nha. Ừ đấy, nhưng mà tối này là mày cho mày biết đây à, kiểu vậy. Thế là cả hai người cũng vui đúng không? Chiều nay thì em chửi anh này, bây giờ là em chửi đi đấy, là đi đúng không? Kiểu nhưng mà vợ chửi mình một là mình đè tay mình bóp, thế nào mình bóp cái kia mình chửi, nào mình chửi kia là thất bại đó đúng không? Đây là phút là mình thua mình thắng đấy, thua chứ thua lắm rồi. Người phụ nữ người ta im ấy là mình phải cẩn thận. Vợ anh có đánh lại anh bao giờ? Nhưng mà tổng cộng là anh sống với vợ là 6-7 năm này, anh đánh vợ, anh nói thật là đánh vợ bao nhiêu lần? Chắc chục lần này hơn không? Cái đó. Đấy, biết là thấy chưa? Biết. Nóng tính thì bộc ngay. Anh có nhậu được không? Có. Nhậu anh được mấy xị? Nhậu vui vui anh uống là biết là 4-5 lon. Nhưng mà rượu thì là mấy xị? Chỉ cho lại à. Xị cho lại. Em xị thì phải tắm từ giờ Tết. Này, gần Tết 3 tháng em phải tắm giờ Tết. Hòa pha loãng là tắm giờ Tết. Em nói cho anh nghe này, bây giờ này nói chuyện cho vui vậy thôi. Cái việc uống được hay không uống được, uống nhiều uống ít là thể trạng từng người anh nha. Nhưng mà em khuyên anh thế này này, mình dù sao đi nữa mình cũng sức mẻ đổ bể trong cuộc hôn nhân trước rồi, đúng không? Không ai mong muốn là mình lấy nhiều vợ hết, đúng không? Nhiều vợ nó không phải là hay, nhưng mà bất khả kháng gọi là hết cách rồi, đúng không? Thì mình mới phải lấy vợ khác, để gọi là hai nửa cùng có nhau, đúng không? Đặt nửa tối đèn nên là lúc ốm đau còn được bắt cháo, đúng không? Không lẽ mình nhờ bà hàng xóm? Nên vì vậy cho nên bây giờ mình nóng tính là tất cả để xảy ra xung đột, mâu thuẫn không giải quyết thì đến giờ phút này vợ bỏ con, ôm con bỏ đi mà, đúng không? Đó mà mình phải tìm như này có phải là mình khổ không? Mất công mất việc, trước mắt anh mất việc, ngày hôm nay có thể là anh mất việc đầu tuần, đúng không? Nếu mà anh nghỉ bây giờ là nghỉ đột ngột này chắc chắn là phải trừ 3-4-5 trăm ngàn, đúng không? Công ty này em biết như vậy, đấy, trừ giá anh nghỉ ốm nghỉ bệnh anh phải báo cáo, anh phải xin phép cần nghỉ đột xuất người này phải trừ mấy trăm ngàn, có thể là ngày mai đi làm là bù cho ngày mai, là có là 2 ngày không được lương. Nhưng mà nếu vợ chồng ôn hòa thoải mái thì về tối vợ chồng có nhau, đúng không? Mở tivi xem cười giải trí, đúng không? Hết giờ ôm nhau ngủ, đúng không? Sáng mai chúng ta tiếp tục công việc, có tiền dành dụm mà lo cho vợ và con, lo cho cuộc sống sau này. Bây giờ mình 47 rồi, 67 là coi là chấp nhận là bó gối đấy anh, chỉ còn khoảng 10 mấy năm nữa thôi. Nếu mà không thành công là coi chấp nhận bó gối, anh hiểu từ đó. Bó gối của người ta, bó gối thì người ta có vàng người ta móc ra người ta ăn lợn, hoặc người ta có đất người ta cắt ra. Mình bó gối là trong nhà trọ rồi cắt, bị cắt của nhà trọ rồi phải đuổi, đúng không? Nên em đang nói chuyện nhưng mà em không có ý định là phân biệt hay là thế nọ thế kia, nhưng mà em cũng phải chẳng phải là dạy em đâu. Nhưng mà ở đời nó như vậy, nếu mà mình chịu thương chịu khó mà mình nghèo khổ thì vợ còn thương, đúng không? Nhưng mà mình chịu khó mà mình lắng lại, mình hay đánh, mình hay đuổi, mình hay cậy quyền cậy chức kiểu vậy, đúng không? Là bây giờ anh có xác định anh có thay đổi được không? Mình nói to lên, vợ yêu ơi, ôm con về với anh hứa, anh thề từ nay thì đi anh sẽ sống tốt với mẹ con em, anh sẽ không lăng tính mà anh không la rầy, anh không đuổi em nữa, anh mãi mãi anh cần em, anh cần con. Nói to lên, nói to, nhìn vào trung tâm máy, tất cả các máy này nhìn nó to, nó nghiêm túc. Em cũng nói giờ sửa đổi rồi, em không còn muốn đặt vợ con chửi với gì hết. Tự anh nói chuyện, vợ yêu ơi, anh biết lỗi, anh rất hối hận, anh sai rồi, ngàn lần xin lỗi em hãy ôm con quay trở về, anh sẽ sống tốt,
và luôn luôn anh đùm bọc bao che che chở cho em, mời con nói to đi. Tự nói chuyện ngồi yên mà có thầy vợ ơi, giờ vậy anh không còn muốn đọc kiểu với gì nữa về đây. Chuyện anh trước đây mình yêu vợ ấy, mình dụ vợ ấy, mình dụ bằng cách nào anh khèo hay anh dụ bằng cách nào, anh dụ bằng cách nào hay là anh cứ như vậy anh cứ gãi trên cái tay cái đầu anh hả? Lại gặp nói chuyện đi chơi anh không kéo anh hả? Trời ơi, em mà gặp anh mà gặp em mà phụ nữ thì thôi này, cho anh nhau cây luôn. Mình dụ phụ nữ thấy nghe ngon em ơi, anh nhìn em mình mến quá, nhìn em dễ thương thật. Em có bạn trai chưa, cho anh cơ hội được làm quen không? Bữa nào anh mời em đứng một cây nhé, thứ bảy nhé em. Thế là người phụ nữ người ta kiểu gãi đầu cái tai em làm coi như người ta đã có cơ hội rồi, mình đã có cơ hội đấy. Người phụ nữ khờ em bạn lắm là chắc chắn là thôi không có đâu. Nhưng người phụ nữ người ta không nói gì im im ấy, hoặc là gãi đầu cái tai người ta suy nghĩ ấy, nha, là mình đang chiếm phần thắng đó. Chứ mà anh mà dù vợ anh dù người yêu anh dù gái anh dù cái kiểu này thì làm gì mà có của ở đâu mà được sẵn vậy. Trời đất ơi, bây giờ hay là muốn đi bà ba thì em lại làm ai cho bà kia 65 tuổi Việt kiều Mỹ tài khoản có 50 tỷ. Ừ thì bà kia bà lớn tuổi bà sẽ yêu anh nhiều hơn để chiều bà ấy về cái khác được không? Lái không nổi chán lắm mọi người được không? Bây giờ anh nói chuyện tình cảm ấy. Nói chuyện một câu cuối cùng là tình cảm, nói chuyện tình cảm. Anh là người ở nhà có hay nói nhiều không, hay anh nói nhiều hay ít? Nói lắm hả? Im im luôn hả? Cho nó tắng luôn hả? Trời ơi, im im mà gặp mấy ông im mà tắng luôn. Tôi là phụ nữ thôi phải nhột, tôi phải phòng thủ để tôi trốn. Chẳng may ông đã im im mình cho mình củ riêng. Anh biết củ riêng không? Củ riêng mà đập giã ra là anh hiểu là đã mấy cái gì rồi đúng không? Hiểu không? Đúng không? Mà đẹp này em nói chuyện này, dù rằng hai người không còn tình cảm mà hết duyên anh ạ, à, từ cái điều mà anh phải đi một bước nữa hoặc vợ anh đi một bước nữa nó là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây em chưa có dám nói chuyện là vợ anh đi theo ai, nhưng mà lỗi này là đến 99.99% là do anh, đúng chưa? Do anh hay cho vợ? Do lỗi này do anh hay cho vợ? Do anh. Bây giờ xin lỗi vợ anh đi, vợ yêu ơi, em yêu ơi, hay cô ơi, cho tôi xin lỗi, tôi đã sai, tôi hối hận rồi, nói to lên, nói, chơi. Có lỗi anh xin lỗi vợ đi vợ. Nói đàng hoàng nghiêm túc không rồi. Mình phải thành tâm. Chuyện mình thành tâm, thành tâm sám hối, đúng không? Thành tâm sám hối, vợ yêu ơi, anh biết sai rồi, anh hối hận rồi, anh xin em, xin em lần cuối thôi. Anh biết anh sai rồi. Mình nghiêm túc đi, xong mình cứ ngước, anh bị mình ghẻ hay gì á? Sợ mọt. Anh có bị ghẻ không Thần? Thấy anh gãi không à? Nghiêm túc đấy. Dạ anh biết anh có lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi. Sao nữa? Rồi sao nữa? Anh có sửa được không? Được. Được như nào, thề đi. Thề sao? Nếu mình có lần nào nữa thì được. Anh thề là trên có trời mà dưới có đất. Từ nay đi anh hứa là anh không đánh em nữa. Anh sẽ yêu em, anh sẽ thương em, tới già anh bế em. Anh đã từng xem cái TikTok chưa? Ông tướng đi ông đi dụ con người ta thì TikTok ấy. Ông năm nay 45 tuổi. Còn chị gái kia là 50 tuổi. Chị gái nói không, tôi không lái máy bay đâu. Tôi không thích phi công đâu. Ông tướng này ông em cứ tin anh đi, anh thề. Anh yêu em đến già, già em không đi được, anh cõng em luôn. Cho đất quỷ thần một cái một đàn bà này bà ngã luôn, nghiêng mình luôn. Thế là hai người giống nhau là tôi cái quen đó. Nhưng dù gái hôm nay, dù vợ hôm nay. Vợ anh ra ngoài ấy, nhìn thế này ấy, là chắc chắn là sẽ có nhiều người được thương. Nói chuyện thật. Nhưng mà anh ra ngoài không biết có ai thương nổi không? Phụ nữ mà mình cứ ngồi mình im người ta không thích đâu. Này, mạnh mẽ, bản lĩnh, thằng to rồi lớn,
ăn chặt thịt gà là ăn chặt miếng to miếng nhỏ. Ừ cũng bự thì mình phải nói bự lên. Chặt to không ạ? Ừ. Chặt bự bự thì phải nói cục bự, nói bự bự lên, nói to lên. Nghiêm nói đi, nghiêm túc. Muốn vợ về thì nói nghiêm túc, còn không thì thôi. Nghỉ, vậy thôi. Anh có cần vợ và con không? Cần nói to lên, nói đàng hoàng, nghiêm túc lên, cho đất quỳ thần đi. Giờ anh biết anh sai rồi, giờ tha lỗi cho anh đi. Không có quanh, không có như vậy nữa. Nhạt quá, không có muối. Vợ yêu ơi, anh thương em quá. Nói rồi em có nói. 30 ngày quá, em ôm con đi, anh khóc thầm, anh nhớ em, anh nhớ con. Vợ ơi, nè vợ ơi. Khóc to lên. Trời ơi. Ông này không thương vợ rồi. Không có thành tâm. Phải sám hối. Mình đi chùa bao giờ? Dạ, em đi đó. Đấy, biết ngay. Có nghe tụng kinh ngó ngó bao giờ? Nghe nhạc chùa bao giờ? Nhạc Phật bao giờ? Dạ không. Mình nghe nhiều. Để tính mình nó mát đi. Nó mát như kem đấy. Chứ giờ nó nóng hơn kem rồi. Nha. Nóng thất bại nha. Rồi hôm nay anh về đây, anh nhờ anh hiệp sĩ Bình Dương để mong muốn là tìm vợ và con. Dạ, còn con biết. Anh có đồng ý cho các anh hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả cái thông tin của em lên tất cả của anh ấy, lên tất cả trang mạng sau để tìm vợ không? Đồng ý không? Một là có hai không không vợ? Dạ, có. Một là có hai không, đúng nhận sai cái. Có. Rồi có nói có, vậy thôi. Tất cả cái thông tin anh chia sẻ là để tìm vợ. Và anh đánh vợ không dưới 10 lần. Là đúng, phải không? Đúng hay sai? Vợ bỏ đi bao nhiêu lần rồi? 20 lần không? 15 lần không? 10 lần đúng không? Lấy 10 lần là bỏ đi 10 lần. Và 10 lần tìm về thành công. Nhưng lần là thứ 11 là không thành công. Phụ nữ bây giờ mình chỉ nói đâu, nói lớn tiếng là người ta bỏ đi rồi. Chưa cần mình phải hăm hoặc chưa cần mình phải ra tay đâu anh. Nha, đây là nói chuyện để cho anh biết. Nên vì vậy những người phụ nữ này, người ta quá thương anh. Vì một cái gì đó, người ta quá thương anh. Nha. Cho người ta mới chịu được. Nhưng mà chịu quá, người ta chịu một mức độ nhất định này. Chứ mà chịu hoài cho anh ra tay hoài. Nha. Bản thân anh ra đường bây giờ một công tướng nào ngày nào cũng gặp anh chửi anh. Chửi anh qua là thứ ba thôi là anh phải giải quyết. Nha. Đúng không? Chứ làm gì có chuyện mà chửi hoài. Ta không chơi được mày cái này, ta chơi cái khác. Ở đây nói chuyện là không phải kích động. Nhưng có nghĩa là mình là đông mà mình là chồng. Phải không? Mình trước này mình ham he, mình cậy, mình khỏe, mình sức. Đúng không? Mình ham he là mày không được. Đúng không? Đó thôi nhá. Được chưa? Mình sai chưa? Xin lỗi cho vợ lần cuối cùng to lên. Ồ, thôi. Ra đòn thì mạnh mẽ lắm mà, nói chuyện kỳ cục vậy. Thế lúc mà mình chửi vợ ấy, mình ba chén giấm ấy, mình chửi vợ ấy, mình đánh vợ ấy, mình nói to. Chửi thề không? Không chửi thề luôn hả? Xúc luôn, là xúc luôn, xúc bánh tráng luôn hả? Trời đất, quỷ thần là ông này của họ. Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ của anh nhé. Anh nhắc lại cho anh em hiểu chứ mình chưa là vợ anh họ tên là gì, sinh năm mấy, quê quán ở đâu? Em tên Trần Nhân Thống, ở Trà Vinh. Vợ anh? Ở Cà Mau. Họ tên? Võ Thị Diệu. Tôi nói thật với anh là không phải là anh về đây anh tìm mà vợ nhờ anh em hiểu chứ mình chưa mà anh em để chế giễu anh đâu. Không ý là chế giễu. Nhưng mà vợ anh mà thương anh thì đúng mà là. Mình thương mình thành tâm, sao nói mình sai. Nhận lỗi, sửa, là đâu, phải vậy. Dám làm, dám chịu. Nha. Nha. Cố gắng nha. Chứ mình cứ như này là khó. Bởi vì ở ngoài kia những người đàn ông nói chuyện ngọt. Ngọt hơn em đây này. Em nói chuyện anh là hàng ngàn lần. Người ta thổi lỗ tai, con kiến trong lỗ còn một chung nhạc. Nó gõ nhẹ nhẹ nhẹ, con kiến trong lỗ chung nhạc. Còn anh nói chuyện này nó chui vô luôn. Nha. Nói chuyện này là chui vô luôn. Thế vì vậy nên là ý em đang nói chuyện như vậy. Nếu như anh mà không, mình không kiếm được nhiều tiền nhưng mà tình cảm mình không dành được cho cô ta, anh ấy đó, là cô ta không bền lâu đâu nhá. Mình về cố gắng sửa đổi nhé. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái này hiện nay đang sinh sống ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Tiền Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em tìm cách để khuyên em gái là quay trở về với chồng lần cuối cùng trong cuộc đời. Cuối video cho phép công trần thay mặt các anh em hiệp sĩ Mỹ dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.